Ok, mình chào các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ triển khai chơi con cờ anh 38 các bạn nhá. Và cổng bộ 6 khủng các bạn ạ. Bộ 6 này trị giá cũng tầm 5-6 triệu các bạn nhá. Và mình cổng lên con diều 38 này thì là con 1 cân 2 các bạn ạ. Đấy, như hôm qua thì mình đã triển khai lắp ghép rồi, hôm nay thì triển khai chơi. Thôi đâm như cái nhỉ, có cầm dây được không nhỉ? Ok, để xe này, để xe lên. Đây, một cuộn dây dù của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, D35 các bạn ạ. D35 với 40 mình. Đấy, mình phải lấy cái cọc các bạn này, cọc sắt này. Mình lại cứ búa các bạn nhé. Đấy, cái cây này để cầm các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cái cọc trước để mình gia cố nó lại các bạn nhé. Tại vì tốc độ tối con này là hơi khủng, kinh khủng. Đấy các bạn nhé. Đấy, cọc mình đóng xong rồi các bạn nhé. Rồi, bây giờ bảo Khánh này đưa đi đâm rồi các bạn nhé. Ôi, không biết là có lên được không, tại vì cái diều là mình mới chỉnh lại các bạn nhé, mà chưa test lần nào cả. Mà bây giờ là cổng 6 luôn các bạn ạ, 6 1 cân 2 cơ. Chơi này hơi liều chút các bạn nhé. Gió mạnh nên là mình chỉ chơi dây ngắn rồi các bạn nhé. Rồi, gió cũng quá các bạn nhé. Bây giờ mình nhận quá nên là mình sẽ ra thêm một đoạn dây các bạn nhé. Nhớ mà diều nó có bị xuống thì mình thả dây ra nó cũng an toàn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình chụp vào đây các bạn nhé. Thank you.
Đây lại dừng video cái không mất. Sao clip luôn rồi các bạn nhá. Đây, giờ đứng lên các bạn này. Đây, mình phải đóng này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Lại nó kéo cả mình đi luôn các bạn nhá. Đấy, mình phải gia cố như thế này. Đấy, cho nên là cái đá này nó nặng nó chìm xuống. Bên kia là đóng lút xuống hơi gần 80 phân. Đấy. Nặng cực luôn. Khánh thử đánh đu phát nào. Khánh đu phát nào. Cứ đu đi. Không sợ. Không đu rồi. Không, vẫn đang nhẹ đúng không? Mình cho các bạn nghe tiếng giày các bạn nhé. Tiếng giày. Giày Bali các bạn nhé. Bali của dù của Hàn Quốc ạ.